Thông tin chúng tôi mới cập nhật cách đây ít phút. Ngày hôm nay Việt Nam ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19. Điều đáng chú ý Sở Y tế Hà Nội vừa ra thông báo khẩn tìm tài xế lái xe ô tô 4 chỗ màu vàng được xác định là người trở ca COVID-19 mới được ghi nhận tại quận Hoàn Kiếm. Cụ thể hai ca mắc mới, ca bệnh thứ 1037 là nữ 29 tuổi ở tại An Hải, Bắc Sơn Trà Đà Nẵng. Ca bệnh số 1038 là nam, 23 tuổi, tạm trú tại Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, quê quán tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bệnh nhân từ Nga về, được cách ly tập trung tại tỉnh Hải Dương. Trong thời gian cách ly ở cùng phòng với bệnh nhân số 1034. Vào ngày 25 tháng 8, người này hết thời hạn cách ly và trở về nơi tạm trú tại phố Bà Triệu để đợi tàu về quê. Trong ngày này, CDC Hải Dương thông báo về trường hợp bệnh nhân số 1034 có kết quả xét nghiệm dương tính nên người này được trung tâm y tế hoàn kiếm lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao, quận Nam Từ Liêm. Ngày 28 tháng 8, người này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Liên quan tới ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận tại phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, vào chiều ngày 28 tháng 8, Sở Y tế Hà Nội đã ra thông báo khẩn tìm người lái xe ô tô 4 chỗ màu vàng, không rõ loại xe, đã nhận chở một hành khách là nam giới, 23 tuổi, từ khu vực Gà Hà Nội đến địa chỉ 58B Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, trong khoảng thời gian 10 giờ ngày 25 tháng 8.